Thưởng ba hũ vàng. Một đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng kỳ lạ thay, trên bàn tay phải của con có một vết bớt hình mặt trời. Không biết vết bớt của đứa trẻ có phải là điềm báo gì không? Kha khe cho gia đình đây, sinh ra một đứa trẻ có số làm vua. Cái gì? Đứa trẻ có số làm vua ư? Không biết thực hư thế nào, nhưng cứ diệt trừ hậu họa là tốt nhất. Người đâu? Thần đã hiểu, bệ hạ cứ yên tâm đi ạ. À. Ôi không, con tôi, trả lại con cho tôi. Sống chết thế nào, tùy vào số mệnh của nhà ngươi. Nhiều năm sau. Hay lắm, hay lắm. Bãi triều, hay lắm, hay lắm. Tên cận vệ phát hiện chàng trai kia đích thị là đứa trẻ năm xưa. Cậu được một gia đình mãi nghệ cứu sống và nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Ông ta làm thân với chàng trai, rồi nhờ anh đem một bức thư đến cho hoàng hậu. Thưa bà, cháu đang trên đường đưa thư cho hoàng hậu. Bà có thể cho cháu trú chân đêm nay ở đây được không? Không được đâu chàng trai trẻ. Nhà này vốn là của bọn cướp, con ở lại đây, chúng sẽ giết con mất. Nếu cháu lang thang trong rừng sâu đêm nay, thì chắc là chết mất. Chi bằng nghĩ lại nơi đây, sống hay chết, còn có thể tùy cơ ứng biến. Trời ơi! Bức thư gì thế này? Khi nhận được bức thư này, hãy giết ngay người đưa thư trước khi ta trở về. Chắc thằng bé tội nghiệp không biết chuyện này, ta phải giúp thằng bé mới được. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm, giờ cháu phải đi đây. Người nói nhà vua đã nhờ ngươi chuyển đến ta bức thư này ư? Khi nhận được bức thư này, nàng hãy lập tức tổ chức đám cưới cho công chúa với người đưa thư trước khi ta quay về cung. Nghe theo lệnh vua, hoàng hậu lập tức tổ chức hôn lễ cho chàng trai và công chúa. Ít lâu sau, nhà vua cùng cận vệ của mình trở về. Ông vô cùng sửng sốt, tức giận khi biết tin chàng trai đưa thư đã kết hôn và đang sống hạnh phúc cùng công chúa. Đến nước này rồi, ta phải khiến hắn một đi không trở về. Nhà ngươi muốn xứng đôi với con gái ta, ít ra cũng phải làm được chiến công nào đó. Ta nghe nói dưới âm phủ, sợi tóc vàng của con quỷ trí tuệ là thứ vô cùng quý giá. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đi lấy về cho ta. Đức vua yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được sợi tóc vàng của quỷ. Chàng lên đường nhớ cẩn trọng nha. Nàng hãy yên tâm chờ ta. Trời sắp tối rồi, ta không thể chở ngươi qua sông được đâu. Thật không hiểu tại sao ta cứ phải ở đây chở khách qua sông mà chẳng thấy ai tới thay phiên. Bác cứ chở tôi qua sông đi, khi trở về tôi sẽ nói cho bác biết lý do. Các anh có thể cho tôi xin một ngụm nước ở giếng này không? Giếng nước của chúng tôi trước kia luôn chảy ra toàn rượu vang, nay giếng cạn khô, chỉ còn chút nước ít ỏi, không thể cho anh uống được. Chỉ cần anh cứu tôi khỏi cơn khát này, khi trở về nhất định tôi sẽ nói cho anh biết lý do giếng nước khô cạn. Dù âm phủ có là nơi đáng sợ thế nào, ta cũng phải liều mình một phen. Chàng trai, điều gì khiến con quyết tâm phải bước qua cánh cửa âm phủ đáng sợ kia? Hãy kể với ta, biết đâu ta có thể giúp được con. Mọi chuyện là như thế này ạ. Nhà ngươi muốn xứng đôi với con gái ta, ít ra cũng phải làm được chiến công nào đó. Ta nghe nói dưới âm phủ, sợi tóc vàng của con quỷ trí tuệ là thứ vô cùng quý giá. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đi lấy về cho ta. Ta thấy con dễ mến, dũng cảm, hoàn cảnh lại éo le như vậy, ta sẽ tìm cách giúp cho con. Con hãy nấp vào đây và lắng nghe mọi chuyện, còn chuyện còn lại để ta lo liệu. Cháu thật may vì đã có bà giúp đỡ. Bà định làm gì thế? Tôi nằm mộng, thấy sự chẳng lành nên nắm tóc anh đây mà. Tôi thấy một cái giếng đang chảy ra toàn rượu vang, bỗng nó cạn khô đến một giọt cũng không có. Có gì đâu, ở dưới đáy giếng có một con cốc còn núp trong khe một tảng đá lớn. Giếng con cốc ấy thì rượu lại chảy ra. Trời ơi, lại gì nữa thế? Bà lại mộng mỹ gì đây? Trong mơ tôi thấy một người chèo đò than rằng, tại sao bác ta phải cứ chèo đò chở khách qua sông mãi mà không
không có người tới thay vậy? Ê, trời ơi, sao ngốc vậy? Nếu khách nào muốn sang sông thì hắn chỉ việc ấn mái chèo vào tay người ấy, thế là hắn thoát nợ. Cấm bà mộng mị nữa đấy. Cảm ơn bà, ơn nghĩa của bà mãi mãi con sẽ không thể nào quên. Chàng trai giữ đúng lời hứa, anh ghé qua nơi giếng cạn và trả lời câu hỏi của đám lính canh. Sau đó, anh đi qua sông an toàn và giải đáp thắc mắc cho người lái đò. Để cảm ơn chàng trai, họ đã tặng anh rất nhiều vàng bạc, châu báu quý giá. Con đã thực hiện được điều kiện mà người đặt ra. Đây là sợi tóc vàng quý giá của con quỷ trí tuệ ạ. Được lắm, giờ ta cho phép nhà ngươi sánh vai cùng công chúa. Nhưng con rể yêu quý, con làm thế nào mà có nhiều vàng bạc châu báu thế kia? Dạ thưa, số vàng này con được những người tốt bụng trên đường gặp tặng. Nhà vua mờ mắt khi nghĩ đến số vàng bạc châu báu có thể lấy được từ những vùng đất xa lạ mà không kịp nghe kỹ lời kể của chàng trai. Ông đã phải nhận lời nguyền truyền lại của người lái đò. Sau một thời gian không thấy nhà vua trở về, chàng trai được tôn lên làm vua và sống hạnh phúc bên công chúa. Bác nông dân nghèo lên trời. Ngày xưa, có một bác nông dân nghèo khổ, sống trong một túp lều đơn sơ ở một vùng quê hẻo lánh. Gần nhà bác nông dân là dinh thự xa hoa, lộng lẫy của một nhà quý tộc nhiều đời. Đến một ngày kia, cả bác nông dân nghèo và nhà quý tộc giàu có đều qua đời. Ôi, đẹp quá! Ta có nằm mơ không? Ta đang ở đâu thế này? Thiên đường! Vậy là ta đã được lên thiên đường! Ôi, bác nông dân hàng xóm đây mà! Xin chào bác! Ồ, ông quý tộc! Xin chào ông! Ông cũng đến đây ư? Vâng, tôi cũng như bác, chúng ta đều mới qua đời. Thật may mắn vì được gặp lại bác trên thiên đường này. Chào các linh hồn lương thiện, ta là Thánh Petros, người có nhiệm vụ chào đón các ông. Xin chào Ngài, Thánh Petros. Được rồi, ta sẽ dẫn từng người bước vào tham quan bên trong thiên đường. Người quý tộc, ông sẽ vào trước, đi theo ta. Người còn lại hãy đợi ta ở bên ngoài cổng. Không ngờ thiên đường lại có màn chào đón những linh hồn mới rộn ràng và hân hoan như thế này. Lát nữa chắc mình sẽ được đón tiếp như vậy. Mời bác vào. Ta vốn tưởng thiên đường là nơi công bằng dành cho mọi linh hồn lương thiện, từ những người bần cùng cho đến những nhà quý tộc đều được đối xử ngang nhau. Thế nhưng có vẻ ta đã nhầm rồi. Được lên thiên đường mà sao bác có vẻ buồn thế? Thưa Thánh Petros, phải chăng ở trên thiên đường này cũng có sự thiên vị bất công như ở dưới trần gian? Sao bác lại nghĩ vậy? Trên thiên đường mọi người đều bình đẳng như nhau. So với ông quý tộc kia, rõ ràng tôi không được đối xử tốt bằng. Chúng tôi quý mến bác như tất cả mọi người, và cả người quý tộc kia. Bác sẽ được hưởng mọi thú vui trên thiên đường này giống như nhà quý tộc kia. Thưa Thánh Petros, tại sao khi tiếp đón tôi lại không có những tiết mục đàn hát như khi tiếp đón nhà quý tộc giàu có kia? À, đó chỉ là một màn khích lệ chúng tôi dành cho những người giống nhà quý tộc ấy thôi. Thưa Thánh, tôi không hiểu. Bởi vì những người nông dân nghèo như bác thì ngày nào cũng có người lên thiên đường. Còn những nhà quý tộc như ông ấy thì hàng trăm năm mới có được một người lên thiên đường mà thôi. Thật vậy sao? Bất cứ đâu cũng có người tốt và kẻ xấu, cho dù đó là tầng lớp xã hội nào đi nữa.
Người quý tộc vừa rồi được lên thiên đường, đó là minh chứng. Mọi linh hồn tốt đẹp, lương thiện đều sẽ được lên thiên đường và được đối xử công bằng, được hưởng những điều tốt đẹp ở nơi này. Đặc biệt với những người sống ở nơi đầy cám dỗ, những thứ xấu xa đen tối mà vẫn vượt qua để làm một người tốt như ông ta, thì xứng đáng để được khích lệ. Đó là tấm gương để những nhà quý tộc khác noi theo. Ồ, tôi đã hiểu rồi, thưa Thánh Petros. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Tôi đi câu đây bà nó ơi. Từ sáng tới giờ mà chưa câu được gì, chuẩn bị về thôi. Dạ, được rồi, một chú cá đã mắc câu. Ông lão ơi, ông làm ơn làm phúc, thả tôi trở về biển đi. Ồ, một con cá biết nói ư. Xin ông, hãy thả tôi về biển. Tôi hứa là sẽ trả ơn ông. Ông muốn gì tôi cũng đồng ý. Được rồi, ta sẽ thả ngươi về với biển cả. Cảm ơn ông lão. Ông lão cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ trả ơn cho ông. Ta không cần gì cả, hãy trở về với biển cả đi nhé. Ông đi câu mà sao lại về nhà tay không thế kia? Không hiểu hôm nay lũ cá tôm kéo nhau đi đâu hết, tôi không câu được gì cả. Mà có chuyện này lạ lắm bà nó ơi. Chuyện gì mà lạ cơ? Mãi đến cuối ngày tôi mới câu được một con cá vàng, nhưng vô cùng kỳ lạ, nó biết nói cơ bà nó ạ. Gì cơ? Nó biết nói ư? Đúng vậy, nó xin tôi thả nó về biển. Nó nói tôi muốn gì nó sẽ trả ơn, nhưng tôi không cần gì cả và đã thả nó xuống biển rồi. Sao ông lại ngốc quá vậy? Lẽ ra ông phải bắt con cá đó trả ơn cái gì chứ? Sao ông không đòi một cái máng lợn? Cái máng lợn ăn nhà mình gần vỡ hết rồi còn gì. Mau, ông mau đi đi. Cá vàng ơi! Ông lão, ông có chuyện gì thế? Cá vàng ơi, hãy giúp ta với. Vợ ta muốn một chiếc máng lợn mới. Máng lợn nhà ta đã mẻ hết cá rồi. Ông lão ơi, đừng lo lắng, ông cứ về đi, tôi sẽ cho ông cái máng lợn mới. Chà, thật kỳ diệu, chúng ta đã có một chiếc máng lợn mới. Ông thật là ngốc, bảo ông đi xin chiếc máng lợn là ông chỉ xin chiếc máng lợn thôi sao? Sao ông không đòi cá vàng cho thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, ông đi ngay đi, tôi không muốn sống trong túp lều lụp sụp này nữa. Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới. Ông lão ơi, trời sẽ phù hộ cho ông và mụ vợ của ông sẽ có một ngôi nhà mới thật đẹp. Chà, ngôi nhà quá là đẹp. Con cá thật tài ông nhỉ. Ông lão nè, tôi nghĩ rồi, bây giờ tôi lại muốn trở thành phu nhân. Hả, bà nó nói cái gì? Ông hãy đi xin cá vàng đi, hãy nói với nó tôi muốn làm phu nhân, chắc chắn nó sẽ đồng ý thôi. Ông hãy đi ngay đi. Cá vàng ơi, có chuyện gì thế ông lão ơi? Mụ vợ ta đã chán ngôi nhà mới rồi, giờ mụ muốn trở thành phu nhân. Ông lão đừng lo, vợ ông lão sẽ trở thành phu nhân, ông cứ về đi. Bà đã trở thành phu nhân rồi, bà đã hài lòng rồi chứ? Giờ ta không muốn là nhất phẩm phu nhân nữa, ta muốn làm nữ hoàng của vương quốc này. Nữ hoàng ư? Đúng vậy, ngươi hãy lập tức ra biển nói cho con cá kia biết đi. Mau lên. Cá vàng ơi. Ông lão ơi, có chuyện gì thế? Mụ vợ ta vẫn chưa bằng lòng, bà ấy không thích làm phu nhân nữa, bà lại thích làm nữ hoàng. Ta không biết phải làm sao nữa. Ông lão cứ yên tâm về nhà đi, vợ lão sẽ thành nữ hoàng như bà mong muốn. Bà lão, bà đã trở thành nữ hoàng thật rồi. Vô lễ, ta giờ đã là nữ hoàng cao quý, ai là bà lão của ngươi nữa chứ? Ngươi mau ra biển tìm con cá vàng, nói với nó rằng ta không thèm làm nữ hoàng nữa, ta muốn làm long vương ngự dưới long cung, để con cá phải hầu hạ và nghe lời ta.
Không được đâu, bà không thể làm thế được. Tại sao lại không thể? Ta muốn con cá vàng kia phải phục tùng ta. Hãy đi mau, nếu không ta sẽ sai quân lính trừng phạt ông. Cá vàng ơi, hãy giúp ta. Cá vàng ơi, mụ vợ ta giờ lại đổi ý, muốn làm Long Vương để có thể sai bảo cá vàng. Ôi, lâu đài của tôi, nhà của tôi, máng lợn của tôi. Giang bầu của mẹ. Những dây bầu đã ra hoa rồi nè mẹ. Ừ, năm nay hoa bầu sai quá. Cứ sáng ra lại thấy chúng ngày một khác. Năm nay chắc là nhiều quả lắm mẹ nhỉ. Mẹ con mình chăm sóc thế cơ mà. Vậy là thấm thoát thằng Hùng đã đi vắng hơn chục năm rồi. Giờ lại tới mùa chúng mày ra hoa, ra quả đi. Mẹ, mẹ. Ôi, Hùng, con về rồi đấy hả? Sao dạo này ít về thế hả con? Dạ, dạo này con bận quá mẹ à. Vậy hả? Mà bận gì thì bận, vẫn phải giữ gìn sức khỏe con nhé. Dạ. Bận rộn, thế có thời gian để tâm đến chuyện kia mẹ dặn không? Ờ, chuyện gì ạ? Cha bố anh còn giả bộ, chuyện vợ con chứ còn gì nữa. Dạ, mẹ cứ thư thư đã. Con phải gây dựng sự nghiệp, xây cho mẹ cái nhà đàng hoàng to đẹp, rồi mới tính đến chuyện ấy. Mẹ là mẹ thèm bế cháu lắm rồi. Anh tính sao thì tính. Thôi vào nhà rửa chân tay mặt mũi đi cho tỉnh người. Dạ. Bà Hòa ơi, cắt cho tôi chục quả bầu đi. À, vâng, bác đợi tôi chút. Bầu năm nay sai quá bà nhỉ. Quả nào quả nấy nhìn bóng mỡ thích mắt quá. Vâng, vụ năm nay bầu ngon và đẹp hơn mỗi năm bác ạ. À. Đây, em gửi tiền bác. Mai em vào bác lại để cho em thêm chục quả nữa nhé. À, vâng, mai bác cứ vào tôi sẽ cắt cho. Mẹ ơi, con bảo này. Thôi mẹ đi nghỉ cho khỏe. Suốt ngày mẹ chăm nơm, tưới tắm, nắng nôi như thế, mà nào có được bao nhiêu tiền. Anh nói vậy, thuở xưa không có vàng bầu này, có mà anh được như bây giờ chắc. Vâng, thì ngày xưa khác, bây giờ khác rồi mẹ. Nói vậy thôi, chứ bây giờ con đi xa, mẹ có vàng bầu chăm sóc tưới tắm, nhìn nó ra hoa, đậu quả cũng vui lắm đó con. Nhưng mà mẹ... Thôi mà, mẹ vẫn còn khỏe mà con. Hơn nữa làm việc như thế mẹ thấy vui, mà lại có thêm đồng ra đồng vào giá hơn à. Con không phải lo cho mẹ đâu. Mấy bữa nữa khi công việc làm ăn của con thuận lợi, con sẽ về xây cho mẹ một căn biệt thự thật lớn. Khi đó mẹ cho con dỡ vàng bầu này đi nhé. Ôi dào, biệt thự biệt theo làm gì? Mình mẹ ở hết bao nhiêu mà xây cơ chứ. Con định thành lập công ty thật ư? Vâng, con quyết định dành số tiền có trong tay để cùng anh bạn đầu tư bất động sản. Lĩnh vực này đang rất hot mẹ à, triển vọng lắm. Làm gì cũng nên tính kỹ nghe con. Lĩnh vực mới, kinh nghiệm chưa nhiều. Mẹ nghĩ là... Mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi ạ. À. Bọn con tính kỹ lắm rồi. Chắc chắn thành công chỉ là một sớm một chiều thôi mẹ à. 9, 10, 11. Vàng bầu sai thế mà rồi cũng bán sắp hết. Sao nóng ruột thế không biết. Mấy hôm nay không thấy thằng Hùng gọi điện hay nhắn nhủ gì hết. Hời, không biết có chuyện gì với nó nữa. Mẹ! Hùng, sao thế? Ốm hả con? Sao mặt mũi bơ phờ như vậy? Có chuyện gì thế hả con? Bọn con Hùng vốn làm ăn, nhưng không ngờ đối tác lại là một công ty lừa đảo. Hai đứa bị lừa hết sạch tiền đầu tư, suýt nữa thì dính vào vòng lao lý rồi. Thôi chết, thảo nào mấy hôm nay lòng mẹ nóng như lửa đốt. Mà mẹ đã dặn con rồi, làm ăn phải hết sức cẩn thận. Đúng là bọn con đã vội vàng quá.
giờ con đang lo đến món nợ trước mắt. Con cầm lấy. Đây là... là số tiền bố mẹ dành dụm tích cóp từ việc trồng bầu bao năm nay. Mẹ, con đã không có cho mẹ thì thôi, sao có thể lấy tiền dưỡng già của mẹ được cơ chứ? Là tiền bố mẹ dành dụm cho con bao năm từ vườn bầu, định để sau này khi con lấy vợ thì sẽ đưa. Nhưng bây giờ có lẽ là lúc cần đến rồi. Mẹ, sao nhiều tiền thế? Gấp gió thành bão con à. Mỗi quả bầu tuy không được là bao nhiêu, nhưng một khi biết dành dụm, chắc chiêu, thì rồi nó cũng sẽ thành nhiều, giúp ta làm được nhiều mà con. Mẹ, con thật tệ. Mẹ đã nuôi con mấy chục năm rồi mà vẫn chưa một ngày được con báo đáp. Mấy chục tuổi rồi mà con chỉ là một thứ quả xanh non mà mẹ phải chăm sóc lo lắng. Thôi nào, con trai ngốc nghếch của mẹ, hãy gắng làm lại. Cũng như vàng bầu của nhà ta, lại sắp sửa bắt đầu một vụ mới rồi. Chuột sa hũ gạo. Sao hôm nay về muộn thế con? Ba chưa ngủ sao? Ừ, ba đợi con. Với lại đang đọc tới đoạn rất hay nên không thể dừng được. Ba còn chừa phần cơm cho con đó. Vào nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Dạ thôi, con ăn rồi. Hôm nay con vừa đi chia tay một cậu đồng nghiệp trong công ty, để cậu ta chuẩn bị đi học nghiệp vụ nâng cao ở bên công ty mẹ bên Mỹ ba ạ. Ồ, vậy sao? Quả là một cơ hội tốt. Tốt gì đâu ba. Cái suất ấy lẽ ra cấp trên dành cho con từ chối không đi thì mới tới lượt cậu ấy đấy chứ. Sao con lại từ chối một cơ hội tốt để học hỏi như vậy? Với người khác thì có thể là tốt, nhưng với con thì cũng không phải là tốt nhất ba. Ba thử nghĩ xem, cái vị trí trưởng phòng của con đang được cấp trên tin tưởng, lại đang kiếm tiền tốt, giờ mà đi có thằng khác lên thay ngay, mà mình đi những 2 năm liền, lúc trở về công ty đã có bao nhiêu là thay đổi rồi, chắc gì mình còn được như bây giờ. Con thấy hiện tại công việc của mình đang rất ổn, không còn gì đáng mơ ước hơn nữa, nên cứ an nhàn mà hưởng thế này cho nó thanh thản ba. Hơn nữa để sang đấy lại còn phải mất thêm nửa năm trau dồi tiếng Anh, những khoản đó mình đều phải tự bỏ kinh phí, công ty chỉ hỗ trợ phần nào. Đấy, ba thấy không, nếu mà con quyết định đi thì có mà chẳng thiệt đơn thiệt kép. Nhưng ba thấy hy sinh một số thứ để đổi lại mình trau dồi thêm rất nhiều kiến thức hữu ích thì cũng đáng đấy chứ con. Ôi ba ơi, thời này không giống như thời của các ba ngày xưa nữa đâu. Suốt ngày trau dồi với nghiên cứu, thời bọn con bây giờ cái gì cũng phải đặt kinh tế lên đầu tiên. Ba không biết đấy chứ, tuần trước đi họp lớp đại học, biết công việc với thu nhập hiện tại của con, lũ bạn tròn mắt, thèm nhỏ dãi đấy ạ. À. Nói chung là con cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình và không có nhu cầu thay đổi bất cứ điều gì nữa ạ. Ba thấy con thật chẳng khác nào một con chuột đáng thương khi sa hũ gạo. Ba, sao ba lại nói như vậy ạ? À? Thì con cứ thử nghĩ xem ba nói có đúng hay không nha. Tìm mãi sao chẳng có gì ăn thế này. Cái nồi này mỗi khi hay kho thịt lắm cơ mà, hôm nay chẳng có gì. Hoa mắt chóng mặt quá. Có người. Ê, ôi. Ôi, lưu gạo. Nơi này vừa đầy gạo, lại vừa quá an toàn, quá là thiên đường rồi. Ngon quá, thế này mới là sống chứ. Hay chà, đến giờ ăn rồi đây. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, không ngờ sống mình sướng thế. Thôi chết, hết gạo rồi, sao nhanh thế nhỉ? Đói quá, phải ra khỏi đây đi tìm lưu gạo khác thôi.
trơn quá. Làm sao thoát được khỏi đây bây giờ? Cứu tôi với. Tới đây thì con biết kết cuộc thế nào rồi chứ? Ba, con biết. Chắc chắn nó sẽ chết đói trong cái lu gạo. Có phải ba đang sợ con cũng sẽ như con chuột kia? Cuộc sống tưởng chừng như đang rất bình yên, nhưng đừng vì thế mà ngủ quên trên nó. Mọi vật, mọi việc đều biến đổi không ngừng. Nếu ta chỉ biết ngồi một chỗ hưởng thụ những thứ có được trước mắt, mà không liên tục học hỏi, làm mới, vận động, thay đổi bản thân, thì sớm muộn gì ta cũng sẽ trở nên lạc hậu, trì trệ và bị đào thải. Ba hy vọng con sẽ sớm tỉnh ngộ, thay đổi suy nghĩ và biết mình phải làm gì. Ba, con cảm ơn ba đã cho con một bài học lớn. Con biết giờ mình phải làm gì. Con thay đổi cũng chưa muộn ba. Phải thế chứ con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.